rồi, ngóng đầu lên nãy giờ nè. Ô ve lại quá trời ơi, nhập luôn. Đứng nhìn rồi, xuống rồi, buồn quá ơi. Để mình đổi tới đó quay nha các bạn. Rồi, đã mất phình ra luôn các bạn ơi. Lì chút xíu nhưng mà nó đầy dẻo các bạn. Bây giờ có vụ mà xét quá trời xét rồi. Để xình ra thì được, nói chung mà lên được hay không là chưa biết. Tao nãy cho mấy nhỏ vô. Mấy nhỏ vô nổi hả? Bên kia cây máy chạc nữa các bạn. Máy này có con ổng à. Nắm lên được không đây? Hơi căng các bạn. Quá trời ơi, mày móc lạnh quá. Móc nữa hả? Móc lần nữa ra được, lên được. Xong rồi bạn ơi, trên chạy cái nó chắc cũng rồi, cũng lên đường luôn quá. Thấy bánh cũng cao hơn, đỡ hơn này. Rồi, phát nữa xem lên được chưa. Được rồi, nhưng mà chạy ra hơi khó, thì đằng trước cũng nó cũng hơi lung các bạn, trước mũi á. Nằm là tại quê bự đó, quê bự ngã đất khó hơn quê nhỏ. Được rồi. Ồ, bên này nó tục tục xuống bánh, bên này tục tục xuống rồi. Rồi, chết rồi. Hay rồi. Khóc rã luôn. Rồi lên chạy tiếp các bạn ơi. Thank you.
thầy nữa rồi. Rồi thầy làm cách nào sao á, là chạy gì nó dính hoài luôn á. Lấy cây chim đỡ không Tâm? Dạ. Mình lấy cây mình chim bánh đỡ không? Mình móc hoài, đi tới móc hoài luôn. Bây giờ tức tươi rồi, xong hát nữa, dính nữa, móc nữa. Phát nữa nè. Làm hồi tới cái lỗ bự này là mệt tới các bạn ơi. Cái gì đó. Rồi ra được rồi. Ô đầy nữa rồi. Rồi. À ơi. Gắn được luôn. Rồi xuống đây cái lỗ lại luôn. Không mong nữa mà. Quay ở đây ngược khá rồi. Đó, nhưng mà cái bánh sao nó còn móc không nha. Chiều ghét ghét ghê quá. Móc nữa rồi các bạn ơi. Móc xịt luôn nè. Có con ổng lại tiếp móc các bạn ơi. Có cây mà không có leo đâu. Đấy, gác cái cây cũng lỡ, không có cây có gì trơn, vỗ đồng các bạn. Rồi xong, rồi từng rồi đó. Quá trời. Đừng có 2 tiếng hộp mới rồi. Từ đầu kia tới đây luôn. Ở này nè.
gấp xuống rồi.